Hello, xin chào tất cả anh chị em nha. Như anh chị em đã biết thì em đã câu lo full của em bốn cái hole này thành là hai quay hết ráo rồi. Bây giờ em sẽ đánh với cái súp là chế độ là ba quay nha anh em. Tức là mình không có sử dụng phân tần chủ động thụ động trong lo mà mình sẽ sử dụng câu trực tiếp rồi mình đánh. Rồi bắt đầu bây giờ em sẽ thử nhạc cho anh chị em cùng nghe. Rồi anh chị em cho em nhận xét đánh giá nha. Thì cái cách này nếu mà ok á thì em sẽ đưa nó lên xe luôn. Đưa nó lên chiếc xe của em để mà sau này hết dịch á anh em sẽ đi đánh chế độ ba quay này. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thì hiện tại bây giờ là 4 lô full. 4 lô full, 2 lô súp. Là em cho nó nằm cái kiểu giống như ở trên xe anh chị em, giống như ở trên xe. Mày không hết được đâu con trai, tôi bi không tình yêu. Để mà thử mà ok á thì em cho nó đi show. Anh chị em cho em nhận xét đánh giá nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Riêng cái này á, hồi nãy giờ em hát, hồi nãy giờ thử á thì em thấy nó hú nha anh em, nó hú. Tức là nó bị hú ở cái tần số từ 200 tới 250, mấy cái tần số mid low anh em. Đi ba mày con, đi ba mày tao lấy mày. Nó dư mid low á. Mid low là 200 250. Đây mid low nè. Dư 4 lo thì nó dư mid low. Cái lo Nexol nè, mid low nó hay hơn, nó nhiều hơn là cái lo AT nha anh em. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nexol mid low nhiều hơn tại nó là bass từ thường, còn AT á là bass từ neo. Từ neo thì nó thiên về cái mid high hơn, tiếng sáng hơn. Đó. Và bây giờ em sẽ hát thử. Hát thử một đoạn rồi chút em bắt nhạc thử test luôn anh em. Mang từ từ để em alo cái tiếng mic không cho anh chị em nghe nó đầy cỡ nào nha. Đi 1 2 3 4 5 6. Thì cái tiếng mic không của mình á là mình cảm thấy là bốn lo này nó đầy hơn hai lo rồi hổng. Hổng em chỉ test hai cái lo AT thôi. Thì hôm nay em sẽ test là bốn lo và nó sẽ hú hơn nha anh chị em, hú hơn. Lê 1 2 3 4 5 6. Đó. Ghê không? Hú quá. Lê 1 2 2 3 4 5 6. Đẩy cô lên. Hai bạn mixer này là bạn sơ rộp ít 12 13 và em đang chế độ FS là số 12 Eco cộng reverb. Lê 1 2 3 4 5 6 5 6. Đó anh chị em nghe rồi mình đeo tai nghe mình mới nghe rõ anh chị em, tại vì cái tiếng trép nó ra nó cũng nếu mà mình nghe bằng loa điện thoại thì nó không có được rõ. Lê 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ em hát thử bài đoạn buồn đêm mưa nha anh chị em. Giờ em bắt thử bài nhạc nào test lo rồi. Bắt test rõ ràng nha. Hay là test lo súp cực mạnh. Súp thì hổm test rồi. Bắt test rõ ràng đi. Thank you.
tép. Cách em làm nó không được hay thì anh chị em mình góp ý, còn cách em làm nó ok thì anh chị em làm theo.
để mà mình học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm anh em. Nói chung âm thanh này nó rất là nhiều cái rất là nhiều cái ý kiến, cho nên là cứ góp ý đi, rồi cái nào hay thì mình làm anh em. Đó. Hôm nay thì dịch bệnh này kia rồi thì bên em cũng ngưng khoảng hơn tháng rưỡi rồi, xài hết tiền hết bạc rồi mà chưa có đi show được anh em. Hôm nay xài hết tiền hết bạc mà chưa đi show được. Nói chung là khỏe mạnh là mừng rồi, tại vì mùa dịch này á, là mình không có bị dính Covid là mình mừng rồi anh em. Nếu mà dính Covid là nó khổ nữa, phải bắt đi cách ly tập trung, rồi nói chung là nó lây nhiễm rồi tùm lum hết đó anh em. Nói chung là mình khỏe mạnh là mình rất là ok rồi. Nên là em cũng chúc tất cả anh chị em là xem cái kênh của em, đặc biệt là khán giả của cái kênh của miền Tây, sẽ có nhiều sức khỏe và sẽ vượt qua cái kỳ dịch bệnh này. Mình cố gắng, mình sẽ làm lại từ đầu anh em, làm lại từ đầu công việc của mình, rồi sau thì mình cứ làm tiếp tục. Rồi, em xin nói lời tạm biệt tới tất cả anh chị em. Bye bye.